Giới thiệu các bác review quả chầm chéo Tây Bắc đặt Shopee, hộp hai lạng dễ 60, ship phí ship 20, cay, nói chung là cay cay mặn mặn đấy, tỏi ớt mắc khén đấy. Ớt rừng đấy cũng thơm. Mình thôi thành phố thì lắm lúc ấy, thèm cái hương vị miền núi này. Đặt cho nó ăn xem nó ra sao không, cũng ngon thật đấy. Muối ớt tỏi mắc khén lá chanh bột ngọt cũng thơm, ăn được, ai ai thích ăn, ăn cay thì được các bác nhé. Hôm nào thích đặt cho chẩm chéo của cái chỗ Sapa TV xem ăn có ngon, nhưng mà cái chỗ Tây Bắc này nó thấy nó rẻ hơn, mà cái người đặt nữa cũng nhiều. Đây, các bác nhìn xem này. Đấy, hạt ớt các thứ này được, chấm nó gọi là xoài chấm ổi cũng được, ok, uy tín.